Xin được kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Bích Nga cùng những người thực hiện chương trình rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Chuyện Nghề. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một nghề nghiệp hết sức thú vị thưa quý vị, đó chính là lĩnh vực cung cấp giải pháp audio karaoke. Và để biết công ty cũng như là vị khách mời mà ngày hôm nay chúng tôi mời đến trường quay là ai, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây. Có thể nói khi xã hội càng phát triển, áp lực công việc càng lớn thì nhu cầu giải trí càng cao. Karaoke chính là một trong những ngành giải trí phù hợp để đáp ứng nhu cầu cần thiết cho xã hội ở thời điểm hiện tại. Trong đó luôn đòi hỏi ở những người làm nghề cung cấp giải pháp audio karaoke phải có cái nhìn nhạy bén trước sự biến đổi liên tục của thị trường để đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp thiết của xã hội. Sau hơn 5 năm phát triển, 8 showroom trên khắp thành phố Hồ Chí Minh, VDA đang giữ được vị thế nhất định trong thị trường audio Việt Nam. Nhưng phương châm phối theo nguyên lý, lắp theo âm học, cứ thế theo VDA như một lý tưởng thấm nhuần trong toàn bộ nhân viên. Bên cạnh việc đầu tư về cơ sở vật chất hạ tầng, VDA đã từng bước xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên sâu, phong cách làm việc chuyên nghiệp nhằm mang lại sự hài lòng tối ưu nhất cho khách hàng. Vì thế, không chỉ dừng lại ở kỹ thuật âm thanh hiện đại đã được sử dụng trong nhiều năm trở lại đây, VDA đã nghiên cứu, thử nghiệm và cho ra đời thiết bị lắp đặt với nhiều cấu hình karaoke mới để nâng cao công nghệ trong lĩnh vực cung cấp giải pháp audio karaoke bằng công nghệ thông minh, với mong muốn thiết kế này sẽ đáp ứng tốt nhất xu hướng phát triển liên tục của xã hội. Năm 2015 vừa qua, VDA đã vinh dự nhận được giải thưởng Top 100 doanh nghiệp tiêu biểu do tổ chức uy tín Typical Brand trao tặng. Và hướng đến mục tiêu đến năm 2020, VDA sẽ phát triển thêm 30 chi nhánh rộng khắp Việt Nam, song hành cùng sứ mệnh to lớn hơn. Nhà nhà đều có dàn âm thanh đẳng cấp, người người đều hát karaoke cực đỉnh. Tôi có những cái người bạn ở bên Phú Mỹ Hưng cũng đã mua những cái dàn máy của bên VDA. Thì khi tôi đến tham quan những cái nhà của bạn tôi ở bên đấy, thì họ sử dụng cái dàn máy của VDA rất là tốt. Và âm thanh tốt và phục vụ cũng rất là tốt. Các em là một đội ngũ chuyên nghiệp đấy, đến thì đã set up cho tôi những cái dàn loa rất hay. Và nói chung là gia đình nhà tôi rất là hài lòng cái phong cách phục vụ của VDA cho đến cái chất lượng của cái dàn máy. Với nhiệt huyết và lòng đam mê không mệt mỏi đó, người điều hành VDA luôn hiểu rằng quy mô càng nhỏ thì càng cần sự chỉnh chu và nghiêm túc từ những bước nhỏ nhất, từ đó mới có thể mang đến sự hài lòng cho tất cả mọi người. Hơn hết, với toàn thể đội ngũ VDA, tiêu chí hàng đầu khi thực hiện bất kỳ dự án nào phải bắt buộc đi từ chính cái tâm của người làm nghề để mang chất lượng âm thanh tốt nhất cho khách hàng. Để đạt được điều này, trước khi thi công bất kỳ công trình nào, nguyên tắc tiên quyết mà công ty đưa ra luôn phải tuân thủ là thực hiện thật kỹ khâu tư vấn và khảo sát. Có như vậy mới đưa ra được hướng giải pháp âm thanh tối ưu nhất cho từng gia đình, cơ sở. Thưa quý vị, qua đoạn video clip vừa rồi thì chúng ta đã có thể hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển của công ty VDA. Và ngay sau đây để hiểu rõ hơn nữa về cách thức cũng như là công việc mà họ đang làm, chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với hai đại diện của công ty VDA. Xin được giới thiệu với quý vị, vị khách mời đầu tiên là anh Nguyễn Tăng Thịnh, là giám đốc kinh doanh của công ty. Và xin được giới thiệu với quý vị, vị khách mời thứ hai là anh Nguyễn Văn Bền, giám đốc kỹ thuật của công ty. Vâng, ngày hôm nay rất là cảm ơn anh Thịnh và anh Bền đã đến tham gia chương trình để giúp cho chúng tôi hiểu rõ hơn về công việc mà hai anh đang làm. Câu hỏi đầu tiên Bích Nga dành cho anh Thịnh đó. Xin được hỏi là không biết anh và các cộng sự của mình ở thời điểm lúc đầu, tức là cách đây khoảng 5 năm ạ, cơ duyên nào đưa chúng ta đến với lĩnh vực này và lý do vì sao các anh lại chọn kinh doanh giải pháp audio karaoke ạ? Như là chị nói thì cái nghề nào nó cũng có cái duyên. Và khởi đầu thì công ty chúng tôi là một cái cửa hàng nhỏ chuyên doanh các cái thiết bị về phòng chiếu phim. Thì lâu dần chúng tôi nhận thấy là cái nhu cầu của khách hàng về các cái thiết bị karaoke cũng như là nhu cầu giải trí trong các cái quán karaoke ngày một tăng. Đó, khách hàng thì đòi hỏi là phải phối ghép hoặc là phải lựa chọn những cái cấu hình làm sao cho nó phù hợp với nhu cầu cũng như là nó âm thanh nó phải đạt chuẩn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhận ra là thị trường thì cũng có tồn tại các cái hãng âm thanh. Thế nhưng mà
những cái tiêu chuẩn cũng như là các cái cách để set up một cái bộ dàn karaoke một cách nó hoàn hảo thì thực sự là nó cũng chưa có được hoàn thiện lắm. Chính vì vậy cho nên là với tham vọng chúng tôi muốn là đưa ra được những cái tiêu chuẩn cũng như là gọi là tiêu chuẩn hóa các cái dàn karaoke trên cả nước thì chúng tôi chuyển đổi sang mô hình kinh doanh các thiết bị về karaoke kinh doanh cũng như là gia đình. Như vậy là hiện nay giữa hai mảng đó là phục vụ cho các quán karaoke để kinh doanh và phục vụ cho nhu cầu của gia đình thì thị phần đang chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm giữa hai mảng này ạ? Thông thường thì với hai mảng đó thì chúng tôi đánh giá là nó thị phần nó rất là tiềm năng và nó tương đương nhau. Tức là hiện nay thì thị trường vẫn cần nhu cầu về thiết bị karaoke gia đình cũng như là các cái quán karaoke ngày một mở rộng, đặc biệt là ở các cái khu vực tỉnh. Trong quá trình mở rộng và phát triển thì VDA của chúng ta đang gặp phải những cái khó khăn, những thách thức nào cũng như là có những cái cơ hội, những thuận lợi nào tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của VDA đã có những cái bước rất là thành công trong thời gian vừa qua? Tất nhiên thì trong quá trình hoạt động thì chúng tôi cũng gặp không ít những cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là thị trường về âm thanh karaoke là một cái thị trường nó thuộc lĩnh vực công nghệ. Mà công nghệ thì chị Nga biết rồi là nó thay đổi liên tục, thay đổi rất là chóng mặt. Và các cái giải pháp cũng như là những cái thiết bị liên tục ra mới. Thì cái điều này nó đặt lên cái sức ép lên chúng tôi là phải liên tục, phải cố gắng làm sao đó để nghiên cứu cũng như là tìm tòi những cái giải pháp mới, những cái thiết bị mà nó đáp ứng được cái thị hiếu cũng như là cái tốc độ phát triển trong ngành. Làm sao đó để mà khi đưa ra những cái giải pháp cho khách hàng thì nó sẽ là những cái giải pháp mới nhất, đem lại sự tiện lợi cũng như là cái độ chuyên nghiệp trong cái vấn đề về thiết bị karaoke. Cái khó khăn thứ hai mà chúng tôi cũng gặp phải đó chính là cái ngành này nó cũng tương đối mới. Và khi mà chúng tôi tiến hành kinh doanh thì cũng gặp phải không ít những cái khó khăn từ các cái đối thủ vốn rất là mạnh về tiềm lực tài chính cũng như là có những cái đội ngũ về kỹ thuật viên chuyên nghiệp đó, thì cái điều này cũng đặt ra sức ép cho VDA chúng tôi là phải liên tục phải tìm ra những cái điểm khác biệt làm sao đó để thu hút khách hàng và làm cho khách hàng hài lòng khi đến với chúng tôi. Như vậy là chúng ta cũng phải nỗ lực rất là nhiều để khắc phục những cái khó khăn mà anh vừa mới nêu đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Dạ vâng. Và một trong những điểm có thể coi là thế mạnh của VDA đó chính là chúng ta có một đội ngũ kỹ thuật luôn tư vấn cho khách hàng theo từng giai đoạn để có thể có được một cái giải pháp tốt nhất như anh Thịnh vừa mới nói. Vậy thì thưa anh Bình ạ, là người mà chịu trách nhiệm về kỹ thuật của VDA thì khi có một khách hàng tìm đến với VDA đặt câu hỏi cho anh là bây giờ tư vấn cho họ một giải pháp về audio karaoke thì anh sẽ chia ra làm các giai đoạn như thế nào để có thể tư vấn cho khách của mình ạ? Xin chào Bích Nga, chào quý vị khán giả đang xem lại. Thì tư vấn đầu tiên thì mình sẽ nhận được cái thông tin khách hàng gọi đến hoặc online hoặc trực tiếp tới khách hàng. Thì vấn đề đầu tiên là mình phải nắm bắt được cái tâm lý của khách hàng, cái độ tuổi, cái giới tính. Nói chung thì mình mỗi cái độ tuổi giới tính đều có một cái gu nhạc khác nhau. Do đó mình phải nắm bắt được cái vấn đề đó thì mới tư vấn cho nó phù hợp. Cái thứ hai, cái vấn đề kinh tế của mỗi gia đình khác nhau thì mình cũng phải tư vấn cho phù hợp với kinh tế của khách hàng đó. Thì sau khi tư vấn khách hàng đã đồng ý thì cái nhiệm vụ của người kỹ thuật là phải lắp ráp một bộ theo ý của khách hàng và cho khách hàng nghe thử vừa cái lỗ tai người ta hay không, và cho người ta thấy được là cái trình độ và cái khả năng của người kỹ thuật viên để người ta tin tưởng mình hơn, thì lúc đó người ta mới chấp nhận cho mình lắp ráp ở gia đình người ta. Đó là cái vấn đề tư vấn. Cái vấn đề thứ hai, khi mình tới gia đình người ta thì mình phải trước hết là mình phải nhìn được cái nơi lắp đặt, cái thiết kế cái phòng hát karaoke người ta như thế nào, có đầy đủ những cái yêu cầu để thành một cái phòng karaoke hoàn hảo hay không. Thì lúc đó sau này, lúc đó mình về công ty mình buộc mình phải tìm những thiết bị nào thật là phù hợp. Nếu phòng một cách có những gì thiếu sót thì mình yêu cầu làm cho nó hoàn thiện.
Thì đến đó, lúc đó mình sẽ lắp ráp cái dàn karaoke hoàn thiện cho gia đình người ta. Đức Nga đang đặt câu hỏi là không biết với rất là nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh trong ngành như anh Thịnh đã nói, thì VDA của mình có những điểm gì được xem là thực sự vượt trội để khách hàng, để các gia chủ họ tin tưởng và tìm đến với VDA? VDA có một cái slogan, tức là làm sao đó để mà các cái giải pháp khi mà tư vấn đến cho khách hàng đó thì nó đáp ứng đúng tiêu chí, phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Đó là cái slogan và cũng là cái tiêu chí khi mà lựa chọn các cái giải pháp để đưa đến khách hàng, nhằm làm sao đó để mà đảm bảo được một cái giải pháp về thiết bị karaoke cho nó hoàn hảo và đúng với nhu cầu của khách hàng. Đó, thì đó là một cái điểm khác biệt nổi bật tại VDA. Ngoài ra thì hiện nay hệ thống showroom của chúng tôi thì cũng phủ tương đối rộng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay đang là 8 chi nhánh, thì cũng là đáp ứng được tương đối cái nhu cầu mà khách hàng đến cửa hàng ghé và trải nghiệm để lựa chọn trực tiếp cho mình những cái thiết bị phù hợp. Cái điểm thứ ba có một cái sự khác biệt, đó chính là chúng tôi có được một cái may mắn có được một cái đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, chuyên nghiệp và có kinh nghiệm lắp đặt hàng ngàn các cái dàn karaoke. Ngoài ra thì chúng tôi còn có những cái chính sách hỗ trợ khách hàng, như là khách hàng có thể đổi trả sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu không ưng ý. Các cái chính sách về test hàng, tức là trước kiểm khi tra kiểm tra hàng, vâng, tức là trước khi hàng đến tay khách hàng thì đều được chúng tôi 100% là phải test qua để đảm bảo hàng không bị lỗi. Và cái một điều là cũng quan trọng không kém, đó chính là chúng tôi luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Tức là chúng tôi đảm bảo là 100% các sản phẩm đều là chính hãng. Có một cái sự cẩn thận trong cái việc mà lựa chọn các cái hàng, các cái hãng để mà phối ghép. Và nói không với các cái hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Cuối cùng là một số các cái chương trình về hậu mãi, nó cũng hỗ trợ khách hàng cũng tương đối là chu đáo, là các cái chương trình về khách hàng thân thiết, rồi những cái chương trình mà miễn phí lắp đặt, miễn phí vận chuyển và canh chỉnh từng nơi. Thì đó là cũng là những cái điểm mà khác biệt để mà khách hàng có thể tin tưởng và lựa chọn VDA làm một cái đơn vị lắp đặt thiết bị karaoke. Dạ vâng. Ngoài yếu tố đó là đặt chữ tín lên hàng đầu như anh Thịnh đã nói, thì còn có cái bí quyết nào nữa ở đằng sau mà anh chưa chia sẻ để dẫn đến thành công của VDA như ngày hôm nay ạ? Cái bí quyết thành công thì tôi nghĩ là công ty chúng tôi cũng sẽ giống với một số những cái công ty khác. Đó chính là nó gói gọn trong hai chữ là nhân sự. Chúng tôi khi mà tuyển dụng người thì chúng tôi đặt cái yếu tố quan trọng hàng đầu chính là tuyển người phù hợp nhất, chứ không phải là người giỏi nhất. Thì xuất phát từ cái đội ngũ nhân sự của chúng tôi là đa số đều là có sự đam mê cũng như là nhiệt huyết trong ngành. Thì khi mà xây dựng nhân sự thì chúng tôi cũng tập trung làm sao đó để mà đội ngũ của chúng tôi có được một cái sự phối hợp nó trơn tru nhuần nhuyễn giữa các phòng ban với nhau và giữa công ty với khách hàng. Được như vậy cho nên là cái đội ngũ và các cái anh em ở trong công ty có được một cái sự tâm huyết trong nghề, cũng như là một cái văn hóa hỗ trợ lẫn nhau rất là tốt. Và cái điều đó cũng là một trong các cái bí quyết lớn giúp chúng tôi thành công. Ngoài ra thì chúng tôi quan niệm là mỗi một người trong công ty là một chuyên gia trong ngành. Thì cái điều đó là cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong cái công việc mà cung cấp những cái dịch vụ cũng như là những cái giải pháp ra bên ngoài. Dạ vâng. Trước hết là mình nói về sự phối hợp đi, ví dụ như là anh Thịnh có đơn hàng đem về đúng không? Thì chắc chắn là anh Bền phải tiếp xúc rồi phải tư vấn làm sao cho khách hài lòng. Còn yếu tố về là mỗi người là một chuyên gia, Đức Nga nghĩ nó không phải là điều đơn giản đâu trong lĩnh vực này. Bây giờ mình kiểm tra trước anh giám đốc kỹ thuật đi ạ. Vậy thì anh Bền ạ, anh có thể chia sẻ là những yếu tố nào làm nên một cái dàn karaoke phải nói là hoàn hảo, tất cả mọi người nghe xong là thích liền âm thanh của dàn karaoke đó ạ? Mình nói về hoàn hảo, ở đây cái từ hoàn hảo nó ở cái chỗ tương đối thôi. Mình không có tự khen được, nhưng mà mình phải làm sao vừa lòng khách là cái đó là quan trọng nhất. Thì muốn mà một dàn karaoke chất lượng
Đầu tiên phải nói là hàng hóa mình phải thật là chính hãng. Tức là tại sao? Bởi vì những cái hàng trôi nổi không chính hãng nó sẽ thứ nhất dễ hư, thứ hai mẫu mã rất là xấu. Tại vì mình mua cái dạng cao kê vừa giải trí mà phải là vừa trang trí. Do đó thứ nhất là chất lượng hàng hóa phải bảo đảm là chính hãng. Cái thứ hai là cái người kỹ thuật viên biết cách lắp đặt, nắm được kỹ thuật, nắm được tất cả những cái chức năng của một cái dàn cao kê. Thì lúc đó mình lắp đặt ở nhà khách thì khách yêu cầu những cái gì mình đều đáp ứng được. Cái thứ ba nữa, đến nhà khách mình phải biết cách lắp đặt. Thứ nhất là về khoảng cách người giữa người hát và cái dàn máy phải đúng khoảng cách, tiêu chuẩn thì khoảng 3 mét giờ vừa tùy cái phòng của khách. Cái thứ hai nữa, thiết kế phòng phải được cách âm, phải được tiêu âm. Cái thứ ba nữa, cái người kỹ thuật viên là phải biết làm sao cho giữa cái người kỹ thuật và cái khách hàng hòa hợp với nhau. Tức là khách hàng yêu cầu gì mình làm đó, khách hàng thích cái loại nhạc nào thì mình làm sao cân chỉnh cho nó đúng với ý thích khách hàng. Một gia đình có thể ba người đều ba thể loại. Thường thường đó, nam thì người ta thích cái nhạc trữ tình chẳng hạn, nữ thì hát nhạc bolero, còn trẻ thì lại thích nhạc bóp. Thì ba loại thể nhạc đều khác nhau hết. Nếu mà người kỹ thuật không có rành về kỹ thuật, không có nắm vững được chuyên môn thì mình nghiêng về phía nào thì người ta cũng không đồng ý. Thì cái người kỹ thuật viên buộc là làm sao hòa đồng được ba cái thế hệ với nhau thì mới gọi là đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Do đó tức là nó sẽ có ba cái yếu tố. Thứ nhất, hàng hóa phải chất lượng. Thứ hai, kỹ thuật viên thật là giỏi kết hợp ba những cái thiết bị với nhau. Thì nói chung là thiết bị karaoke thì căn bản là nó còn có một cái đầu phát, một cái âm ly, một cái bộ loa và một cái bộ micro. Bốn thành phần. Kỹ thuật viên phải kết hợp bốn cái thành phần đó để mới tạo thành một cái dàn karaoke thật là hoàn hảo, thật là vừa ý khách hàng. Thì lúc đó mình mới tạo được cái uy tín cho cái thương hiệu của mình. Qua chia sẻ thì Bích Nga thấy là giám đốc kỹ thuật bên anh là đầy máu lửa, cũng rất là tâm huyết với công với rất là tâm huyết với công việc của anh. Vậy thì không biết là như anh Thịnh nói đó, thì anh vừa phụ trách việc kinh doanh, chắc là anh cũng có huấn luyện nhân sự rất là nhiều về cả mảng kinh doanh cũng như là đi tiếp xúc khách hàng rồi trao đổi dịch vụ như thế nào. Thì anh truyền lửa cho các bạn bên dưới để mỗi người trở thành một chuyên gia, anh làm sao để đạt được điều đó? Cái điều này nó cũng là một cái điểm đặc biệt tại công ty chúng tôi. Tức là cái điểm cốt lõi nó nằm ở văn hóa của công ty VDA là luôn là hướng đến cái việc mà phát triển bản thân thông qua một cái chương trình làm việc có hệ thống, chuyên nghiệp và hỗ trợ lẫn nhau. Mà ở đó thì tất cả các thành viên có thể phát triển những cái kỹ năng làm việc hiệu quả và một thái độ tích cực trong cuộc sống. Thì xuất phát từ vấn đề về văn hóa như vậy, cho nên là chúng tôi luôn cố gắng tạo ra một cái môi trường mà chúng tôi gọi là môi trường cải tiến liên tục. Mà ở đó thì các cái thành viên được khuyến khích đưa ra những ý tưởng, đưa ra những cái cải tiến về các cái giải pháp cũng như là những cái sản phẩm và thậm chí là trong cách thức làm việc để làm sao đó để hoàn thiện bộ máy cũng như là hoàn thiện những cái sản phẩm dịch vụ khi đến tay khách hàng. Cái điểm thứ hai là chúng tôi thường tổ chức các cái khóa học cùng chuyên gia hoặc là những cái chương trình mà các cái bạn mà làm việc lâu năm hướng dẫn lại cho những bạn mới vào. Và tất cả những cái điều đó thì chúng tôi đóng gói lại thông qua các video, thông qua các cái tip hướng dẫn để phục vụ cho chương trình tự đào tạo. Cho nên là tại VDA thì chúng tôi luôn tập trung vào cái việc mà tuyển dụng nhân sự mà có thái độ làm việc tích cực và chủ động, để mà khi mà các bạn vào các bạn tự chủ động học hỏi thì chỉ trong một thời gian ngắn là đã trở thành một cái có một cái năng lực tương đương với một cái nhân viên lâu năm. Dạ vâng.
chúng ta quay trở lại với câu chuyện về kỹ thuật đi ạ. Tôi rất là thích nghe anh Bình chia sẻ về yếu tố kỹ thuật của karaoke. Anh Bình ơi, Bích Nga đang gặp một cái vấn đề là mình cũng có một cái dàn karaoke ở nhà. Sau khoảng chừng một năm mình để coi như cũng bận rộn quá đi, một thời gian rất là lâu không quanh lại hát. Bây giờ mở lại thì cái đĩa không có đập được, rồi dàn âm thanh thì sụp xịt. Mà Bích Nga nghĩ yếu tố này nhiều người cũng gặp phải, mà đặc biệt là kỹ thuật rồi nó lại ra đầu mới liên tục. Thì anh có lời khuyên nào cho Bích Nga cũng như là khán giả của chương trình Chuyện Nghề để mà mình dùng một cái dàn âm thanh sao cho nó lâu bền anh? Tại vì mình đầu tư một lần nó cũng tốn kém. Một cái dàn karaoke muốn sử dụng cho lâu bền, cái theo anh nghĩ cái yếu tố đầu tiên là nguồn điện rất là quan trọng. Điện ổn định thì máy mình nó sẽ xa bệnh. Cái thứ hai là nhiệt độ. Mình phải làm sao bảo đảm cái nhiệt độ ở cái cho phép để cho máy móc mình nó không có dễ bị lão quá. Nhiệt độ nó rất là nguy hiểm cho máy móc. Do đó một cái dàn máy mình thứ nhất là mình ở cái phòng thật là thoáng ha. Nếu có máy lạnh thì tốt, không thì có cái quạt cũng được. Thứ hai nữa, thứ ba nữa là cái dàn máy mình sắp xếp làm sao cho đừng chồng lên nhau nhiều quá. Nó không giải nhiệt tốt thì máy cũng dễ hư. Rồi, thứ nhất là nguồn điện, cái thứ hai cái sắp xếp nhiệt độ. Cái thứ ba, theo anh, cái thứ ba là mình giữ vệ sinh cho thật tốt. Thí dụ một thời gian, một tuần hay là tùy cái thời gian rảnh rỗi của mình thôi. Mình phải làm vệ sinh, bụi bặm quét đi ha. Mình có một cái máy hút bụi nhỏ nhỏ cũng được, thì mình làm cho vệ sinh thật tốt. Thì đó là cái ba yếu tố làm cho cái dàn máy mình sử dụng bền hơn, lâu hơn. Đó. Thì anh chỉ có những cái chia sẻ thế thôi. Dạ, cảm ơn anh Bình rất là nhiều ạ. Như vậy là mình muốn giữ một cái thứ gì lâu bền là mình phải quan tâm, chăm sóc đúng rồi. Dạ, dạ vâng, dạ. Anh Thịnh ơi, Bích Nga hỏi cái điều này, không biết là trong suốt thời gian vừa qua mình lắp ráp cho rất nhiều quán karaoke, lắp ráp cho rất là nhiều gia đình, thì có một khi nào đó, có một khách hàng nào đó họ lắp ráp rồi một thời gian, lúc đầu họ cũng vui vẻ lắm, họ cũng hài lòng lắm, sau một thời gian họ quay lại họ phàn nàn là dàn âm thanh nhanh xuống cấp quá, tôi không có hài lòng nữa, thì khi đó thì VDA sẽ xử lý như thế nào? Đối với các cái tình huống mà khách hàng phàn nàn thì thông thường thì chúng tôi gặp phải là phàn nàn về vấn đề kỹ thuật, về canh chỉnh đó, thì cái công việc mà chúng tôi xử lý thì nó sẽ có quy trình. Tức là quy trình mình xử lý các cái khách hàng, những cái lời từ chối của khách hàng, quy trình về chăm sóc khách hàng. Thì cái công việc đầu tiên mà chúng tôi phải làm đó thì đó chính là làm gì thì làm, phải xác định cho được cái vấn đề cốt lõi mà khách người ta đang phàn nàn là gì, bằng cách là để cho khách trình bày hoặc là sử dụng những cái câu hỏi làm rõ ý để mà biết được là thực chất khách đang gặp phải vấn đề gì. Thì sau khi mà đã nắm được vấn đề rồi thì chúng tôi nó sẽ ra được những cái vấn đề khác, tức là một là đó là lỗi thuộc về công ty, thì cái đội ngũ của chúng tôi cũng phải làm sao đó để mà gửi cái lời xin lỗi thật sự là chân tình, và đồng thời cũng đưa ra những cái giải pháp nhằm với mục đích đảm bảo làm sao đó để cho cái quá trình sử dụng thiết bị của khách không bị gián đoạn và mang lại cái sự tiện lợi nhất cho khách. Như là chúng tôi cử kỹ thuật đến xử lý từng nơi, hoặc là gửi những cái hướng dẫn cũng như là những cái video để mà khách xử lý nếu như mà khách ở các tỉnh xa, hoặc là làm sao đó để cho khách hàng người ta cảm thấy mà nó thực sự là nó tiện lợi và nó đem lại được cái sự thoải mái cho khách hàng. Cái trường hợp thứ hai là những cái lỗi nhiều khi nó không phải là lỗi của công ty đó, mà do khách hàng người ta chưa có quen với cái việc thao tác, hoặc là do một số những cái lỗi khách quan nào đó, thì chúng tôi vẫn phải mục đích là tìm ra những cái giải pháp làm sao đó để mà thực sự là đem lại sự tiện lợi và không làm gián đoạn khi mà khách hàng sử dụng các cái sản phẩm và dịch vụ của công ty. Thì với cái tất cả những cái lời phàn nàn đó thì chúng tôi đều đóng gói lại và tìm ra cái khâu nào lỗi để đảm bảo là những cái lần về sau nó không xảy ra. Thêm nữa là chúng tôi chú trọng vào cái việc phòng ngừa
những cái lời phàn nàn trước khi để xảy ra, trước khi là phải thay vì là phải đi xử lý nó. Thì đối với các khách gia đình thì chúng tôi tập trung vào cái việc mà tư vấn đúng giải pháp ngay từ đầu, để là một cái bộ vàng khi đến tay khách hàng nó phải phù hợp nhất, hạn chế các cái lỗi. Ngoài ra thì trong quá trình lắp đặt thì bên bộ phận kỹ thuật, bên anh Bền đây là có cái quy trình hướng dẫn khách sử dụng và gửi lại các cái cẩm nang mà chúng tôi gọi là cẩm nang âm thanh, trong đó hướng dẫn tổng quát cái cách để mà nhận biết cũng như là sử dụng cái bộ vàng, để làm sao cho khách hàng có thể làm chủ được cái hệ thống mà đã mua tại ở công ty chúng tôi. Còn đối với các khách hàng mà là chủ đầu tư các quán karaoke thì chúng tôi có một cái điểm đặc biệt mà hiện nay là chưa có ai có, là chúng tôi thiết kế một cái chương trình đào tạo kéo dài tầm 3 đến 5 ngày dành cho đối tượng là các cái quản lý hoặc là các cái kỹ thuật viên âm thanh tại quán, để cho họ có thể nhận biết và làm chủ được các cái hệ thống về karaoke kinh doanh tại tại quán. Nhiều người thì cứ bảo là cái ông VDA này ổng kỳ, sao cái nghề của ổng lại đi chỉ cho người khác. Thì chúng tôi thì lại quan niệm khác. Chúng tôi quan niệm là khi mà chúng tôi nỗ lực hết sức để mà giúp khách hàng của chúng tôi thành công và hài lòng vượt mong đợi, thì cũng chính là đã giúp chúng tôi thành công vượt mong đợi. Dạ vâng ạ, Bích Nga rất là tâm đắc với triết lý mà anh Thịnh vừa mới chia sẻ. Và Bích Nga nghĩ nó cũng là một trong những cái lý do để giúp cho công ty mình tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới. Anh có thể cho Bích Nga cũng như khán giả trong chương trình được biết là chiến lược hoặc là kế hoạch trong thời gian sắp tới mình sẽ đặt ra như thế nào cho thương hiệu VDA? Với tầm nhìn dài hạn, cộng với năng lực sẵn có của chúng tôi và quan điểm phát triển bền vững, thì chúng tôi tiếp tục với con đường là liên kết với các cái hãng âm thanh để làm sao đó mà mình có thể đưa hoặc là giới thiệu ra các cái giải pháp và mới mẻ hơn, những cái công nghệ hiện đại cũng như là các cái sản phẩm chất lượng, ngày càng chất lượng hơn, để đưa đến những cái giải pháp toàn diện và nó phù hợp với xu thế của thị trường. Thì tầm nhìn của chúng tôi đến cuối năm 2019 thì chúng tôi tiếp tục mở rộng ra các cái tỉnh, khu vực lân cận thành phố Hồ Chí Minh như là Bình Dương, Đồng Nai, Cà Mau, Cần Thơ, Nha Trang. Thì tầm nhìn đến năm 2020 của chúng tôi là mở rộng mạng lưới ra khoảng 30 chi nhánh trên khắp Việt Nam. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục xây dựng cái đội ngũ về nhân sự có tác phong làm việc chuyên nghiệp, có phong cách làm việc hỗ trợ lẫn nhau, cũng như là cái tay nghề và cái trình độ ngày càng được nâng cao và hoàn thiện, để chúng tôi từng bước xây dựng một cái đội ngũ mà có thể mà cung cấp và đủ năng lực để đáp ứng những cái giải pháp, những cái sản phẩm chất lượng đến tay khách hàng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của anh Thịnh rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, trong chương trình Chuyện Nghề ngày hôm nay chúng ta được gặp gỡ và trò chuyện với có thể gọi được là hai người rất là có kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp audio karaoke. Và Bích Nga cảm nhận được một điều là đây không phải là một công việc đơn thuần là chúng ta chỉ bán một cái dàn karaoke, mà nó là cả một nghệ thuật, từ chuyện là hiểu tâm lý khách hàng, biết nhu cầu khách hàng, tiếp xúc khách hàng, tư vấn khách hàng, rồi làm cho khách hàng hài lòng trong suốt quá trình sử dụng. Nó là cả một nghệ thuật đúng không ạ? Rất là cảm ơn anh Thịnh, xin được cảm ơn anh Bền đã đến tham gia chương trình Chuyện Nghề ngày hôm nay và cho chúng tôi thấy cái công việc các anh làm nó vất vả nhưng mà cũng rất là hạnh phúc, vẫn rất là vinh quang. Cảm ơn hai anh rất là nhiều. Chúc hai anh thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục thành công với công việc của mình. Cảm ơn hai anh rất nhiều. Cảm ơn chị Bích Nga. Cảm ơn Bích Nga. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện Nghề tuần này cũng xin được tạm dừng. Bích Nga cùng những người thực hiện chương trình chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để tiếp tục chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện nghề nghiệp thú vị, mời quý vị cùng đồng hành vào lúc 19 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV1 quý vị nhé. Xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.